nó rất là đặc biệt và mình không thể dùng nhạc nền để trong khi mà mình quay video được ấy. Cho nên là mình sẽ quay video dưới cái dạng là không có nhạc nền nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với cái sản phẩm đó chính là Crazy Bull này. Khỏe như một con bò đấy. Các bạn thấy không? Như bò luôn. Cái sản phẩm này đó chính là cái âm đạo giả ở ngoài hộp này. Đây. Ở bên trong của cái sản phẩm thì nó sẽ ở bên ngoài của cái vỏ hộp ấy, nó sẽ là trình bày cái ở bên trong. Tức là bên trong này gồm có này gân gai và góc cạnh nữa nhá. Cho nên sẽ đem lại cái cảm giác cho người sử dụng cái cảm giác rất là ok. Và bây giờ Quý Anh sẽ mở ra cho các bạn xem cái sản phẩm dành cho nam Crazy Bull này nha. Chúng ta mở cái sản phẩm này ra. Hiện tại thì là cái Crazy Bull này nhà Quý Anh đang bán với giá 2,5 triệu và nó có thể gắn tường nhá. Chúng ta có thể cố định nó với cả tường này. Mở ra này. Đúng không? Chúng ta dính vào. Cố định với cả tường. Đó. Crazy Bull này đặc điểm của nó rất là hay ở cái chỗ là như thế này. Đây, đầu tiên chúng ta cứ mở ra đi. Đây, ở đằng trước đây thì là nó chính là cái môi, tức là cái âm đạo giả nhá. Âm đạo giả thì ở bên trong này thiết kế rất là ok này. Đó, nhiều bạn có hỏi với anh